Mến chào cả nhà đến kênh ông Phạm Tị Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, anh Sang, anh Minh đến quay anh cưa cây. Thì hôm nay nhóm sẽ cưa những cây cặt mé xong để cho chủ nhà trồng sầu riêng. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Thì đầu tiên nhóm sẽ cưa bụi dừa và cây gáo. Thì cả nhà thấy cây gáo này cũng khá cao. Bên dưới có cây cục điện và những cái đường dây điện này. Chắc anh Sang sẽ là người leo lên cưa cây gáo nha cả nhà. Dưới cây gáo là có một cái đường ống nước nha. Anh Sang chuẩn bị leo lên cưa cây gáo nha cả nhà. Bên dưới anh Sang cũng đã buộc cái máy cưa lên nè. Tiền Giang mình thì đã có thương hiệu sầu riêng rồi đó. Yeah.
Một mình tự lực cánh sinh, vậy mấy anh em khác à, cưa những cây xung quanh à. Anh Sang có một cái sợi dây trên phần đầu của cây gáo xuống dưới để một chút cưa cho người bên dưới gịch. Thì anh Minh sẽ cưa bộ dừa nha. Dừa này nằm sát ở Ah!
Yeah.